Sau đây, xin kính mời đồng chí Nguyễn Văn Tranh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã, đồng chí Nguyễn Quốc Thị, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã lên sân khấu để đón nhận. Các vị đại biểu khách quý, đại biểu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đại biểu những người con quê hương Hồng Phong đang sinh sống, học tập, công tác trên mọi miền Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể, tổ chức, đơn vị trong xã đã dành sự quan tâm sâu sắc về dự động viên chúc mừng buổi lễ. Kính chúc các vị đại biểu khách quý cùng toàn thể các đồng chí mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc và xin trân trọng cảm ơn. Mời các vị đại biểu thưởng thức chương trình ca nhạc tròn nọc với chủ đề Vinh Quang 70 năm một chặng đường. Mở đầu chương trình Tình Tưởng và Tốt Múa với bài hát Dấu Chân Phía Trước của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn. Lời thơ Hồ Thi Ca, biên đạo múa Tô Kim Chút. Xin mời các quý vị đại biểu cùng thưởng thức. Oh,
đang là cuộc sống của tôi, ai mà ai đi theo người. Từ thuở còn thơ, đời tôi chưa quen sóng gió, đang đã cho tôi lẽ sống niềm tin. Giữa biển khơi biết đâu là bờ, bầu trời xanh chưa thấy bao giờ. Đang là một ngôi sao sáng, sáng nhất trong muôn vì sao. Xưa trời tối đêm mịt mùng, vẫn một màu sáng trong. Đang làm nên bài ca chiến thắng cho đất nước và tình yêu, cho mọi ước mơ trên đời. Mãi mãi ơn Ngài. Là cuộc sống của tôi, mãi mãi đi theo người. Từ thuở còn thơ, đời tôi chưa quen sóng gió. Đang đã cho tôi lẽ sống niềm tin. Xưa biển khơi biết đâu là bờ, bầu trời xanh chưa thấy bao giờ. Là một ngôi sao sáng, sáng nhất trong muôn vì sao. Giữa trời tối đêm mịt mùng, vẫn một màu sáng trong. Đang làm nên bài ca chiến thắng cho đất nước và tình yêu, cho mọi ước mơ trên đời. Mãi mãi ơn người. Ôi đảng của tôi ơi, mãi mãi ơn cánh chim bay dọc biển đâu. Song ca nam nữ tốt nhất chương trình với bài Trên công trường dồn tiếng ca của nhạc sĩ Ngô Quốc Tính do Đình Tường và Thu Quỳnh biểu diễn. Xin mời các vị đại biểu cùng thưởng thức. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Bao năm của đau đớn nước ta không mùa xuân, buồn đời
sáng nặng tình quê ta, một cung đường vui rộn rã, đêm ngày 396 gần xa.
Xin mời các đại biểu ngồi xuống. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Minh Khoa, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy nên khai mạc buổi lễ. Xin kính mời đồng chí. Thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa toàn thể các đồng chí, được sự nhất trí của Ban Thường vụ Huyện ủy Ninh Giang, hôm nay Đảng bộ xã Hồng Phong long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng bộ xã, mùng 9 tháng 7 năm 1947, mùng 9 tháng 7 2017, và phát hành sách lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Hồng Phong 1930-2015. Rất vinh dự cho Đảng bộ tại buổi lễ hôm nay được đón các vị đại biểu khách quý về dự, chỉ đạo, động viên chung vui cùng Đảng bộ. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng đồng chí Nguyễn Xuân Tuấn, Bí thư Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã về dự, chỉ đạo, động viên lễ kỷ niệm. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Xin trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng đồng chí Nguyễn Tiến Tần, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Xin trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng đồng chí Hà Văn Nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân huyện phụ trách khu. Đồng chí Nguyễn Gia Bản, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện. Đồng chí Nguyễn Xuân Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện. Đồng chí Nguyễn Thái Luân, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. Đồng chí Nguyễn Thị Út, Huyện ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy phụ trách xã. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Xin trân trọng giới thiệu các đồng chí đại biểu lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy, đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị, đại biểu lãnh đạo các phòng ban ngành, cơ quan đoàn thể huyện, phóng viên báo Hải Dương, Đài Phát thanh huyện đã về dự, động viên và đưa tin buổi lễ. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Xin trân trọng giới thiệu đoàn đại biểu Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Quỳnh Hòa, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình là đơn vị kết nghĩa. Đoàn đại biểu Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các xã Hồng Thái, Hồng Dụ, Hiệp Lực, đại biểu Quỹ Tín dụng Nhân dân Hồng Thái, Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Ninh Giang, đại biểu Công ty Cổ phần Sách và Truyền thông Văn hóa Việt. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Xin trân trọng giới thiệu các đại biểu người con của quê hương Hồng Phong là trưởng phó các cơ quan đang công tác tại huyện và đang công tác lao động sinh sống ở mọi miền trong cả nước. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Văn Chanh, Bí thư Ban Chấp hành Đảng bộ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã, các đồng chí là lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã qua các thời kỳ, Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, trưởng phó các đoàn thể, các ban của Đảng ủy, trưởng các tổ chức xã hội đặc thù trong xã, Ban sưu tầm lịch sử của Đảng bộ, giám đốc các xã dịch vụ nông nghiệp, ban giám hiệu các trường học, đại biểu các cơ sở sản xuất, công ty đóng trên địa bàn và công ty đa thi công tại địa phương, các đồng chí đảng viên lão thành của Đảng bộ đã về dự. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Xin trân trọng giới thiệu các đồng chí bí thư chi bộ, trưởng thôn, các đồng chí đảng viên của Đảng bộ trong niềm vui hân hoan phấn khởi đã về dự buổi lễ. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh sự hiện diện của các đồng chí đại biểu khách quý. Các đồng chí và đại biểu đã thể hiện sự quan tâm sâu sắc các phong trào địa phương. Tình cảm đó là nguồn động lực quan trọng để góp phần cho buổi lễ hôm nay thành công tốt đẹp, là sự cổ vũ động viên tiếp thêm sức mạnh cho Đảng bộ và nhân dân Hồng Phong những bước đi lên trong chặng đường mới. Một lần nữa, thay mặt ban chấp hành Đảng bộ xã, xin kính chúc toàn thể các đồng chí, các vị đại biểu dồi dào sức khỏe, gia đình hạnh phúc. Kính thưa các đồng chí, với niềm vui mừng phấn khởi và rất đối tự hào về sự phát triển đi lên của quê hương, chúng ta thành kính tưởng nhớ tới Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu và các chiến sĩ cách mạng, các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp cách mạng. Biết ơn các bà mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí thương bệnh binh, các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân đã có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng và công cuộc xây dựng quê hương đất nước phát triển giàu mạnh. Trong niềm vui hân hoan kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng bộ và phát hành sách lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Hồng Phong tại buổi lễ long trọng này,
chúng ta cùng nhau ôn lại quá trình hình thành và phát triển của Đảng bộ xã Hồng Phong 70 năm qua. Qua đó tiếp tục giáo dục truyền thống cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, phát huy truyền thống đoàn kết và sáng tạo, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn thử thách, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Hồng Phong lần thứ 26, nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, xây dựng quê hương Hồng Phong phát triển giàu mạnh. Thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ, tôi xin long trọng khai mạc lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng bộ, phát hành sách lịch sử Đảng bộ và nhân dân Hồng Phong 1930-2015. Kính chúc các vị đại biểu khách quý cùng toàn thể các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc, chúc buổi lễ thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Xin trân trọng kính mời các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy lên đón nhận. Trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Văn Tranh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã lên đọc diễn văn kỷ niệm và tổng kết công tác sưu tầm, biên soạn và phát hành sách lịch sử Đảng bộ và nhân dân Hồng Phong 1930-2015. Xin kính mời đồng chí. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa các đồng chí đảng viên lão thành, kính thưa toàn thể các đồng chí, hôm nay Đảng bộ xã Hồng Phong long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập và phát hành sách lịch sử Đảng bộ nhân dân Hồng Phong. Trong niềm vui hân hoan phấn khởi, tin tưởng, thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ xã, tôi nhiệt liệt chào mừng và trân trọng gửi tới các vị đại biểu khách quý cùng toàn thể các đồng chí về dự lễ lời kính chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất, chúc buổi lễ thành công tốt đẹp. 70 năm chiến đấu xây dựng và trưởng thành, trải qua bao thăng trầm của lịch sử, từ một chi bộ với 4 đảng viên khi thành lập đến năm 1960 đã trở thành đảng bộ cơ sở. Đến nay đảng bộ có 343 đảng viên, trong đó có 182 đồng chí được tặng huy hiệu từ 30 đến 65 năm tuổi đảng. Qua 26 kỳ đại hội, mỗi kỳ đại hội là một mốc son đánh dấu sự trưởng thành của đảng bộ. Các thế hệ cán bộ đảng viên của đảng bộ đã kiên định chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, trung thành với lợi ích của đất nước, của dân tộc và của nhân dân, gắn bó mật thiết với nhân dân, luôn giữ gìn sự đoàn kết trong đảng bộ. Có được kết quả đó là do có sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo và giúp đỡ của Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các phòng ban ngành đoàn thể của huyện, sự phối hợp và chia sẻ của các đảng bộ nhân dân xã Hiệp Lực, Hồng Dụ, Hồng Thái và xã Quỳnh Bọ, Kết Nghĩa. Đó còn là kết quả của quá trình vun trồng, xây đắp bền bỉ, là sự hy sinh phấn đấu, chung sức, đồng lòng của các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân Hồng Phong. Thực tiễn phong trào cách mạng của xã nhà 70 năm qua đã khẳng định vai trò lãnh đạo của chi đảng bộ là nhân tố quyết định thắng lợi trong phong trào cách mạng của xã nhà. Kính thưa các đồng chí, 70 năm qua, Đảng bộ xã Hồng Phong mặc dù trải qua những thăng trầm của lịch sử với muôn vàn khó khăn, thử thách và đầy hy sinh, song đã giành được những thắng lợi vẻ vang. Đảng bộ nhân dân Hồng Phong phấn khởi, tự hào với truyền thống đấu tranh cách mạng của quê hương, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng bộ, truyền thống của Đảng bộ. Trong chặng đường tới, Đảng bộ Hồng Phong cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, nêu cao vai trò, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy dân chủ và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện có hiệu quả các đề án thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 24, nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 26, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế nhanh, bền vững, thực hiện tốt quy vùng sản xuất, tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, phấn đấu đạt được 19 tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.
Thưa các toàn thể các đồng chí, tự hào trước những thành quả đã đạt được, thể hiện tấm lòng tri ân đối với các thế hệ cha anh đã góp phần để giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Công tác biên soạn lịch sử của Đảng bộ xã Hồng Phong đã được Ban chấp hành Đảng bộ các khóa quan tâm. Thực hiện nghị quyết của Trung ương, của tỉnh Hải Dương và của huyện ủy về việc nghiên cứu biên soạn phát hành lịch sử Đảng bộ địa phương, nhận thức sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại: dân ta phải biết sử ta, cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam. Từ đó, Ban chấp hành Đảng bộ đã xác định rõ việc biên soạn lịch sử Đảng bộ và nhân dân Hồng Phong là vấn đề quan trọng, cần thiết và được Ban chấp hành Đảng bộ quan tâm chỉ đạo thực hiện. Ban chấp hành Đảng bộ đã quyết định thành lập ban chỉ đạo, ban sưu tầm biên soạn lịch sử của Đảng bộ, đồng thời xây dựng kế hoạch khai thác tư liệu để thực hiện việc biên tập và in ấn phát hành lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Hồng Phong. Được sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, được sự giúp đỡ trực tiếp của Công ty Cổ phần Sách Truyền thông Văn hóa Việt, được các đồng chí cán bộ chủ chốt qua các thời kỳ Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành, đoàn thể cùng đảng viên và nhân dân trong xã, ban sưu tầm tư liệu đã khai thác được nhiều tư liệu quý qua các thời kỳ, đặc biệt là tư liệu hành văn và cả tư liệu sống. Ngày 10 tháng 10 năm 2014, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã đã ký hợp đồng với Công ty Cổ phần và Truyền thông Văn hóa Việt để phối hợp triển khai tổ chức thực hiện việc nghiên cứu biên soạn lịch sử của Đảng bộ địa phương. Ban Thường vụ Đảng ủy đã gửi các bản thảo cho các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ, Ban biên soạn, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội, các cán bộ công chức, cán bộ cấp cao trong quân đội nghỉ hưu tại địa phương, các đồng chí là bí thư chi bộ, trưởng thôn để lấy ý kiến tham gia đóng góp, đồng thời chỉ đạo đài truyền thanh tuyên truyền toàn văn dự thảo cuốn lịch sử Đảng bộ nhân dân để cán bộ đảng viên và nhân dân trong xã tham gia đóng góp ý kiến. Căn cứ vào ý kiến và thẩm định của Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Ban biên soạn lịch sử Đảng đã tổng hợp hoàn thiện cuốn sách lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Hồng Phong 1930-2015. Sau một thời gian dài sưu tầm cuốn sách lịch sử Đảng bộ nhân dân xã Hồng Phong 1930-2015 đã hoàn thành và được tổ chức phát hành trong buổi lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng bộ xã. Cuốn sách lịch sử đã đánh giá quá trình xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ, nêu bật vai trò lãnh đạo của chi bộ, đảng bộ và nhân dân cùng với cả nước anh dũng đứng lên khởi nghĩa lật đổ chế độ phong kiến, giành chính quyền cách mạng 19 tháng 8 năm 1945, đánh thắng giặc Pháp xâm lược và đế quốc Mỹ, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và thực hiện đường lối đổi mới của Đảng. Cuốn sách lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Hồng Phong 1930-2015 là kết tinh trí tuệ của Đảng bộ và nhân dân trong xã, sự quan tâm chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, đặc biệt là sự giúp đỡ của Ban Tuyên giáo Huyện ủy. Hôm nay, cuốn sách lịch sử Đảng bộ nhân dân xã Hồng Phong 1930-2015 được phát hành gồm 343 trang với bố cục 8 chương, số lượng phát hành 450 cuốn. Kính thưa các vị đại biểu, cuốn lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Hồng Phong đã ghi lại sự kiện diễn ra 85 năm qua rất phong phú, sinh động, tư liệu lưu hành, lưu trữ còn thiếu. Vì vậy, cuốn sách chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong được sự cảm thông của các đồng chí, của bạn đọc. Khi có điều kiện thì sẽ tiến hành tái bản và hoàn thiện hơn. Thay mặt cho Ban chấp hành Đảng bộ xã, xin được trân trọng cảm ơn các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Công ty Cổ phần Sách và Truyền thông Văn hóa Việt, các đồng chí cán bộ chủ chốt xã qua các thời kỳ, ban sưu tầm tư liệu lịch sử của Đảng bộ, các đồng chí cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã. Xin trân trọng cảm ơn các tập thể, cá nhân đã ủng hộ kinh phí, cung cấp tư liệu, tạo điều kiện cho Đảng ủy hoàn chỉnh để in phát hành lịch sử Đảng bộ và nhân dân địa phương. Thưa toàn thể các đồng chí, ôn lại truyền thống 70 năm vẻ vang của Đảng bộ, chúng ta càng biết ơn sâu sắc những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc và cho quê hương Hồng Phong, biết ơn những gia đình có công với cách mạng và các thế hệ cán bộ, đảng viên, những người đã hy sinh xương máu của mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, cho quê hương Hồng Phong được như ngày hôm nay.
thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hồng Phong, tôi trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo của huyện ủy, của Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện, sự giúp đỡ của Mặt trận Tổ quốc, các phòng ban ngành đoàn thể, các cơ quan đơn vị trong huyện về sự phát triển của xã Hồng Phong. Xin trân trọng cảm ơn các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, các công ty đang đầu tư xây dựng trên địa bàn. Xin trân trọng cảm ơn những người con của quê hương Hồng Phong đang sinh sống, học tập, lao động và công tác trên mọi miền của Tổ quốc đã hướng về quê hương, có sự ủng hộ, giúp đỡ, góp phần cho quê hương Hồng Phong của chúng ta được phát triển như ngày hôm nay. Chúng tôi mong rằng sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ, giúp đỡ của các đồng chí, của các doanh nghiệp và của những người con quê hương để xã Hồng Phong tiếp tục được phát triển, vững bước đi lên trong giai đoạn cách mạng mới. Thưa toàn thể các đồng chí, phía trước chúng ta là cả một thời kỳ mới với những triển vọng và hứa hẹn, cùng với những thách thức lớn lao mà chúng ta phải vượt qua. Với sự quan tâm, lãnh đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Huyện ủy, tự hào, phấn khởi và trân trọng nâng niu những thành tựu mà Đảng bộ Nhân dân Hồng Phong đã đạt được 70 năm qua, phát huy truyền thống đoàn kết, xây dựng và phát triển với những bài học quý giá của hơn 30 năm đổi mới, nhất định Đảng bộ và nhân dân xã Hồng Phong sẽ đưa công cuộc đổi mới quê hương Hồng Phong lên tầm cao mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh. Nhiệt nhiệt chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng bộ xã, Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta. Xin trân trọng cảm ơn. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Duy Dương, Huyện ủy viên, Chánh Văn phòng Huyện ủy, nên công bố quyết định của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ninh Giang tặng bức chướng cho Đảng bộ xã Hồng Phong và điều hành phần trao tặng bức chướng. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa các đồng chí đại biểu khách quý, thưa toàn thể công chí đại biểu tham dự lễ kỷ niệm. Nhân dịp Đảng bộ xã Hồng Phong tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng bộ và phát hành cuốn lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Hồng Phong giai đoạn 1930-2015, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã quyết định tặng bức chướng cho Đảng bộ xã Hồng Phong. Sau đây, thừa ủy quyền của Ban Thường vụ Huyện ủy, tôi xin công bố quyết định của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về việc tặng bức chướng cho Đảng bộ xã Hồng Phong. Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ tỉnh Hải Dương, Huyện ủy Ninh Giang, số 253 QĐHU Ninh Giang ngày 3 tháng 7 năm 2017. Quyết định của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về việc tặng bức chướng cho Đảng bộ xã Hồng Phong. Căn cứ điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, căn cứ quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa 24, nhiệm kỳ 2015-2020, xét đề nghị của Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hồng Phong và đồng chí Chánh Văn phòng Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện quyết định điều 1, trao tặng bức chướng của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện cho Đảng bộ xã Hồng Phong, huyện Ninh Giang với nội dung phát huy truyền thống vẻ vang, đoàn kết, đổi mới, năng động, sáng tạo, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, quê hương Hồng Phong giàu đẹp, văn minh, và kèm theo 5 triệu đồng tiền thưởng nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng bộ xã Hồng Phong, mùng 9 tháng 7 năm 1947, mùng 9 tháng 7 năm 2017. Điều 2, kinh phí thưởng được trích từ quỹ thi đua khen thưởng của huyện năm 2017. Đảng ủy xã Hồng Phong có trách nhiệm quản lý sử dụng đúng chế độ quy định. Điều 3, Ủy ban Nhân dân huyện, các ban xây dựng Đảng, Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy, Hội đồng thi đua khen thưởng của huyện, các đơn vị, cơ quan liên quan và Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hồng Phong căn cứ quyết định thi hành. Thay mặt Ban Chấp hành, Bí thư, đồng chí Nguyễn Xuân Thuấn đã ký. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chúc mừng. Sau đây, chúng tôi xin được trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Văn Chanh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã, đồng chí Nguyễn Minh Khoa, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Quốc Thị, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, lên sân khấu danh dự
để nhận bức chướng của ban chấp hành đảng bộ huyện. Xin kính mời đồng chí. Thưa đồng chí đảng viên Long Bình, kính thưa đồng chí đại biểu Thanh Quý, kính thưa đồng chí đảng viên trong toàn đảng bộ. Hôm nay đảng bộ xã Hồng Phong long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập chi bộ Bồ Dương, tiền thân của đảng bộ xã Hồng Phong ngày nay, mùng 9 tháng 7 năm 1947, mùng 9 tháng 7 năm 2017 và phát hành lịch sử đảng bộ và nhân dân xã Hồng Phong giai đoạn 1930-2015. Đây là dịp có ý nghĩa hết sức quan trọng để chúng ta cùng nhau ôn lại quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của đảng bộ và nhân dân xã nhà, đồng thời phát huy truyền thống vẻ vang, tiếp tục phấn đấu xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, quê hương Hồng Phong ngày càng phát triển. Trước hết, cho phép tôi thay mặt ban chấp hành đảng bộ huyện, thường trực hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc huyện xin gửi tới các đồng chí đảng viên Long Thành, các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, người có công với cách mạng, các đại biểu khách quý cùng toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Hồng Phong lời chúc mừng tốt đẹp nhất, chúc các đồng chí và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Kính thưa các đồng chí đại biểu, thưa toàn thể các đồng chí, vào ngày này cách đây tròn 70 năm, ngày 9 tháng 7 năm 1947, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng dưới sự lãnh đạo trực tiếp của huyện ủy Đức Giang, chi bộ Bồ Dương, tiền thân của đảng bộ xã Hồng Phong ngày nay được thành lập với 4 đảng viên. Những ngày đầu thành lập, mặc dù số lượng đảng viên chưa nhiều, trong chi bộ đã tập trung lãnh đạo, củng cố, phát triển tổ chức đảng, chính quyền và các đoàn thể quần chúng của địa phương, lãnh đạo nhân dân tích cực tham gia các phong trào cách mạng, xây dựng chế độ chính mới ở địa phương. Trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, chi bộ đảng sau này là đảng bộ đã tập trung lãnh đạo quân và dân trên địa bàn xã nhà, đẩy mạnh chiến tranh du kích, phối hợp với bộ đội địa phương, bộ đội chủ lực mưu trí dũng cảm chiến đấu tiêu hao sinh lực địch, tập trung xây dựng củng cố chính quyền, hàn gắn vết thương tranh, thực hiện cải cách ruộng đất, xây dựng hợp tác xã, tiến hành khai quang phô quá, đẩy mạnh tham gia phát triển sản xuất và xây dựng hậu phương vững chắc. Quân và dân xã vừa sản xuất vừa chiến đấu, kiên cường đánh trả nhiều trận bắn phá máy bay của địch, bảo vệ cơ quan đơn vị về sơ tán, bảo vệ an toàn qua xăng dầu đường thủy trên địa bàn, đồng thời động viên huy động sức người sức của chi viện các chiến trường, góp phần cùng cả nước giành chiến thắng trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, thống nhất đất nước, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tổng kết các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, đối với xã Hồng Phong đã có 1.250 thanh niên vào bộ đội và hàng trăm người con đã tham gia dân quân du kích và thanh niên xung phong dân công hỏa tuyến. 232 người có ưu tú quê hương đã anh dũng chiến đấu hy sinh tại các chiến trường. 133 người con quê hương là thương binh, bệnh binh, đặc biệt là 21 bà mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu cao quý bà mẹ Việt Nam anh hùng. Với những cống hiến đóng góp xứng đáng và sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đảng, của dân tộc, xã Hồng Phong đã thành hàng trăm người tập thể và cá nhân được đảng, nhà nước tăng cường huân huy chương, bằng khen các loại. Trong công cuộc đổi mới đất nước, đảng bộ, chính quyền và dân xã Hồng Phong đã thường xuyên đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, đã giành được những kết quả hết sức quan trọng và toàn diện trên các lĩnh vực. Kinh tế phát triển, tốc độ tăng trưởng luôn là khá, bảo đảm cơ cấu kinh tế đã có sự chuyển dịch theo hướng khá tích cực. Công tác xây dựng, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã đạt được kết quả bước đầu. Đến nay đạt 13 trên 19 tiêu chí nông thôn mới.
kết cấu hạ tầng xã hội được quan tâm đầu tư xây dựng theo hướng đồng bộ và từng bước chuẩn hóa. Bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội ngày càng được quan tâm và chăm lo tốt hơn, an ninh trật tự được bảo đảm, đời sống vật chất và tinh thần của người nhân dân ngày càng được cải thiện. Cùng với tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, Đảng bộ xã Hồng Phong luôn quan tâm chăm lo xây dựng Đảng trên các mặt về chính trị tư tưởng, tổ chức kiểm tra công tác dân vận, phòng chống tham nhũng lãng phí. Từ một chi bộ đảng khi mới thành lập có 4 đảng viên, đến nay đã phát triển thành đảng bộ với 343 đảng viên sinh hoạt ở 9 chi bộ, và một trong đó có 182 đồng chí được nhận huy hiệu đảng, được rèn luyện thử thách qua các thời kỳ cách mạng. Lớp lớp thế hệ cán bộ đảng viên của đảng bộ luôn trung thành với đảng, tiền phong gương mẫu đi đầu trong phong trào hành động cách mạng ở địa phương. Những thành quả đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Phong đạt được trong 70 năm qua là kết quả của sự đoàn kết thống nhất trong toàn đảng bộ, sự hy sinh phấn đấu xây đắp bền bỉ của nhiều thế hệ cán bộ đảng viên, đặc biệt là sự đùm bọc nuôi dưỡng bảo vệ chăm lo xây dựng luôn kiên cường tốt đẹp theo cách mạng của nhân dân, sự năng động sáng tạo dám nghĩ dám làm trong phát triển kinh tế xã hội, sự phối hợp hiệu quả với các địa phương khác trên địa bàn và sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy cấp trên. Nhân dịp này, thay mặt ban chấp hành đảng bộ huyện, thường trực hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc huyện, tôi xin trân trọng ghi nhận biểu dương những thành tích mà đảng bộ, chính quyền, nhân dân Xã Hồng Phong đã đạt được trong suốt 70 năm qua. Đồng thời bày tỏ lòng tri ân sâu sắc với đóng góp hết sức to lớn của các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân Xã Hồng Phong trong sự nghiệp cách mạng của đảng, của dân tộc nói chung, đặc biệt là sự cống hiến của các đồng chí cán bộ lãnh đạo lão thành cách mạng, các bà mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng liệt sĩ, các đồng chí thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng. Kính thưa các đồng chí đại biểu, thưa toàn thể các đồng chí, kỷ niệm 70 năm ngày thành lập chi bộ Bồ Dương tiền thân của đảng bộ xã Hồng Phong ngày nay còn được đánh dấu bởi một sự kiện hết sức quan trọng, đó là niềm tự hào với đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hồng Phong hôm nay. Đó là cuốn lịch sử đảng bộ và nhân dân xã Hồng Phong giai đoạn 1930-2015 được chính thức phát hành. Cuốn lịch sử đã khái quát quá trình hình thành và phát triển của địa phương, và đặc biệt là tái hiện khá đầy đủ các sự kiện lịch sử, sự ra đời, quá trình xây dựng, đấu tranh và trưởng thành của đảng bộ và nhân dân xã Hồng Phong dưới sự lãnh đạo của đảng. Để phát hành cuốn lịch sử hết sức quan trọng này, ban chấp hành đảng bộ xã, ban biên soạn sưu tầm lịch sử đảng bộ xã đã được sự giúp đỡ tích cực của các cơ quan chuyên môn từ huyện đến tỉnh. Các đặc biệt là các chí đảng viên lão thành đã dày công tổ chức sưu tầm, khai thác, nghiên cứu, xác minh tư liệu phục vụ cho biên soạn lịch sử và ghi nhận. Trong thời gian tới, tôi đề nghị cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể dân của xã Phong cần mở rộng tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung cuốn lịch sử này để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nắm và hiểu rõ hơn về truyền thống lịch sử, văn hóa cách mạng, đặc biệt là truyền thống đấu tranh cách mạng của đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương. Đảng ủy xã cần phối hợp các cơ quan hữu quan hoàn thành những biên soạn để tương tóm tắt lịch sử của đảng bộ và nhân dân địa phương để đưa vào giảng dạy ở trường tiểu học, thông qua đó để tiếp tục giáo dục truyền thống cách mạng cho tuổi trẻ và quê hương đất nước. Kính thưa các đồng chí đại biểu, kính thưa toàn thể các đồng chí, tự hào về truyền thống vẻ vang 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của đảng bộ, chúng ta càng thể hiện rõ hơn trách nhiệm của mình trong việc lãnh đạo nhân dân, phát huy mọi nguồn lực để đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nông thôn mới, xây dựng quê hương xã Hồng Phong ngày càng phát triển. Nhiệm vụ đặt ra đối với đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hồng Phong là phải phấn đấu nỗ lực cao hơn nữa để triển khai tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đã đề ra trong nhiệm kỳ 2015-2020 và nghị quyết đại hội đảng bộ xã lần thứ 26.
nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập chi bộ Hồ Dương, tiền thân của Đảng bộ xã Hồng Phong ngày hôm nay, Ban chấp hành Đảng bộ huyện trao tặng Đảng bộ xã Hồng Phong bức chướng văn đồng chữ, phát huy truyền thống vẻ vang, đoàn kết, đổi mới, năng động, sáng tạo, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, quê hương Hồng Phong giàu đẹp, văn minh. Đây vừa là sự kỳ vọng của Ban chấp hành Đảng bộ huyện, vừa là mục tiêu, cầu nhiều hành động, đòi hỏi quyết tâm chính trị hết sức cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Phong trong thời gian tới đây. Để thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra, tôi đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Phong cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, đó là trước hết phải thường xuyên quán triệt và triển khai thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch hành động, các đề án thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, đặc biệt là nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện Ninh Giang lần thứ 24 và nghị quyết đại hội Đảng bộ xã trong nhiệm kỳ 2015-2020, tập trung triển khai kế hoạch thực hiện các đề án của huyện ủy trên các lĩnh vực về phát triển kinh tế, quốc phòng an ninh, xây dựng đảng, hệ thống chính trị đảm bảo hiệu quả, thiết thực nhất. Với vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên khá thuận lợi, lại có tiềm năng về lao động, đất đai là điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội của xã Hồng Phong. Vì vậy, cấp ủy chính quyền xã cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai khắc tốt nhất mọi tiềm năng thế mạnh của địa phương, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để tập trung phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững, triển khai thực hiện tốt công tác quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch nông thôn mới đã được phê duyệt và đặc biệt là triển khai và tổ chức thực hiện quy hoạch gắn với triển khai thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp mà huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện đã tiến hành triển khai, tập trung phát triển nông nghiệp nông thôn theo hướng sản xuất hàng hóa, tập trung quy mô hợp lý gắn với bảo quản, chế biến và tiêu thụ sản phẩm, đẩy mạnh hợp tác liên kết ứng dụng tiến bộ công nghệ gắn với sản xuất với thị trường, nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả trên các sản phẩm, thực hiện có hiệu quả việc quy vùng sản xuất tập trung, tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động dịch vụ các công dịch vụ và đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất, phát huy lợi thế của địa phương, đẩy mạnh thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, xây dựng các vùng sản xuất lúa, rau màu, vùng chăn nuôi tập trung quy mô lớn có hiệu quả kinh tế cao, góp phần nâng cao giá trị sản xuất, quan tâm củng cố phát triển mở rộng và phát huy hiệu quả các ngành nghề kiểu thủ nghiệp hiện có, tích cực khuyến khích phát triển ngành nghề kiểu công nghiệp mới với nhu cầu của thị trường và khả năng phát triển của địa phương, phát huy những kinh nghiệm sẵn có, tính năng động sáng tạo của nhân dân trong việc phát triển các ngành nghề kiểu thủ nghiệp dịch vụ thương mại, đưa kinh tế của địa phương ngày càng phát triển, đẩy mạnh việc tuyên truyền quảng bá các hoạt động văn hóa nghệ thuật như múa rối nước, thúc đẩy phát triển hoạt động dịch vụ du lịch ở địa phương. Thứ hai là tiếp tục quan tâm chăm lo phát triển sự nghiệp văn hóa giáo dục và y tế, nâng cao chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe cho dân, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, nhất là chính sách đối với người với gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, giải quyết việc làm, đào tạo nghề và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tổ chức tốt các hoạt động uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, đặc biệt là làm tốt các công tác hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7 năm 2017, thực hiện tốt các nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, bảo đảm thực sự tốt công tác an ninh trật tự, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh như đơn thư của công dân, giữ vững ổn định an ninh trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi và điều kiện phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Thứ ba là phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tập trung huy động cao nhất, huy động của cải thống trị và toàn dân tham gia xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể, của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về xây dựng nông thôn mới, về ý nghĩa, tác dụng hiệu quả của xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh huy động hiệu quả mọi nguồn lực trong nhân dân, nguồn lực quan tâm quê hương xa quê, nguồn vốn đầu tư của các doanh nghiệp, các nhà đầu tư của địa bàn, đồng thời tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ của nhà nước để đầu tư xây dựng nông thôn mới, tiếp tục huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng
tiến hành rà soát đánh giá các tiêu chí đã đạt được và yêu cầu là tập trung xây dựng cái kế hoạch để phấn đấu hoàn thành các tiêu chí còn lại về xây dựng nông thôn mới. Trân trọng ghi nhận, biểu dương và chân thành cảm ơn những người con quê hương xã Hồng Phong đã và đang công tác sinh sống khắp mọi miền của Tổ quốc trong nhiều năm qua, đã luôn quan tâm, ủng hộ, giúp đỡ, dõi theo mỗi bước đi phát triển cũng như sẻ chia mỗi khó khăn của quê hương. Và hôm nay các bác cao trí đã dành thời gian về dự lễ kỷ niệm. Tôi mong muốn các bác cao trí, các chị tiếp tục hướng về quê hương, tiếp tục có những tiếng nói và việc làm hết sức tiến lực để cùng đảng bộ, chính quyền và nhân dân song phong trong xây dựng và phát triển quê hương. Xin chúc đảng bộ, chính quyền và nhân dân song phong phát huy truyền thống vẻ vang, đoàn kết, đổi mới, năng động, sáng tạo, xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, quê hương giàu đẹp, văn minh, xứng đáng với niềm tin, mong đợi của cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Hồng Phong. Kính chúc các chí đại biểu cùng toàn thể các chí và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Thay mặt cho đảng bộ và nhân dân xã Hồng Phong, xin trân trọng cảm ơn đồng chí bí thư huyện ủy, thay mặt ban chấp hành đảng bộ huyện về dự trao bức chướng và phát biểu ý kiến tại buổi lễ. Ban chấp hành đảng bộ xã Hồng Phong xin tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của đồng chí và đưa vào chương trình công tác của đảng bộ xã, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ huyện lần thứ 24, xây dựng quê hương Ninh Giang giàu mạnh và phát triển bền vững. Xin kính chúc đồng chí bí thư huyện ủy mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc và xin trân trọng cảm ơn. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Minh Khoa, phó bí thư thường trực đảng ủy, nên công bố quyết định của ban chấp hành đảng bộ xã về phát hành sách lịch sử đảng bộ và nhân dân xã Hồng Phong 1930-2015. Xin kính mời đồng chí. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể các đồng chí, sau đây tôi xin công bố quyết định phát hành sách lịch sử đảng bộ và nhân dân xã Hồng Phong. Đảng cộng sản Việt Nam, đảng bộ huyện Ninh Giang, đảng ủy xã Hồng Phong số 52 QĐTU Hồng Phong ngày 7/7/2017, căn cứ điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam, căn cứ chỉ thị số 15 ngày 28/8/2002 của ban bí thư trung ương đảng, thông báo số 1121 ngày 31/1/2004 của ban thường vụ tỉnh ủy Hải Dương, thực hiện chỉ thị số 01 ngày 22/12/2010 của ban thường vụ huyện ủy Ninh Giang về đẩy nhanh tiến độ biên soạn phát hành lịch sử đảng bộ xã thị trấn, thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ xã Hồng Phong lần thứ 26 nhiệm kỳ 2015-2020 về tiếp tục khai thác tư liệu biên tập in phát hành sách lịch sử đảng bộ và nhân dân xã Hồng Phong 1930-2015, căn cứ giấy phép số 03 ngày 20/1/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hải Dương về việc xuất bản sách lịch sử đảng bộ và nhân dân xã Hồng Phong 1930-2015, thực hiện nghị quyết số 23 ngày 4/5/2017 của ban chấp hành đảng bộ xã Hồng Phong về việc tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập đảng bộ 9/7/1947, 9/7/2017 và phát hành sách lịch sử đảng bộ và nhân dân xã Hồng Phong 1930-2015. Ban chấp hành đảng bộ xã Hồng Phong quyết định điều 1, phát hành sách lịch sử đảng bộ và nhân dân xã Hồng Phong 1930-2015. Điều 2, thời gian đối tượng phát hành. 1. Thời gian phát hành từ ngày 9/7/2017. 2. Đối tượng phát hành. Các đồng chí thường trực huyện ủy, thường trực hội đồng nhân dân, lãnh đạo ủy ban nhân huyện kính tặng mỗi đồng chí một cuốn. Các ban xây dựng đảng của huyện ủy, văn phòng huyện ủy, trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, thư viện huyện, đài phát thanh huyện tặng mỗi cơ quan một cuốn. Đảng ủy các xã Hồng Thái, xã Hồng Du, xã Hiệp Lực, đảng ủy xã Quỳnh Thọ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình tặng mỗi đảng ủy một cuốn. Tủ sách nhà văn hóa trung tâm xã, đài truyền thanh xã, tủ sách thư viện các trường học, tủ sách nhà văn hóa các thôn mỗi tủ sách hai cuốn. Đảng viên của đảng bộ mỗi đồng chí một cuốn.
đại biểu đại diện con em Hồng Phong đang lao động, công tác và sinh sống trên mọi miền Tổ quốc tặng mỗi cá nhân một cuốn. Điều 3, văn phòng đảng ủy, các chi bộ trực thuộc, các đồng chí đảng viên của đảng bộ thực hiện quyết định này, thay mặt ban chấp hành, đồng chí Nguyễn Văn Chanh đại diện, xin đề nghị các đồng chí nổ một tràng pháo tay chúc mừng. Sau đây là phần trao sách đại diện. Xin trân trọng kính mời các đồng chí trong ban chấp hành đảng bộ, chủ tịch ủy ban mặt trận Tổ quốc và trưởng các đoàn thể chính trị xã hội, các đồng chí bí thư chi bộ lên sân khấu nhận sách. Các đồng chí trong ban chấp hành đảng bộ, xin kính mời đồng chí Nguyễn Văn Chanh, đồng chí Nguyễn Minh Khoa, đồng chí Nguyễn Quốc Thị, đồng chí Nguyễn Tiến Hích, đồng chí Lê Quang Chi, đồng chí Nguyễn Văn Tuyên, đồng chí Ngô Thị Ngọc Bích, đồng chí Đào Anh Tuấn, đồng chí Đặng Nguyên Hiến, đồng chí Phạm Thị Thu Hiền, đồng chí Nguyễn Thế Khắc, đồng chí Nguyễn Văn Không, đồng chí Nguyễn Văn Còn, chủ tịch mặt trận Tổ quốc, trưởng các đoàn thể chính trị, xin kính mời đồng chí Nguyễn Thị Thương, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, các đồng chí bí thư chi bộ, xin kính mời đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, bí thư chi bộ 1, đồng chí Nguyễn Văn Điển, bí thư chi bộ 2, đồng chí Nguyễn Thành Trân, bí thư chi bộ 3, đồng chí Nguyễn Văn Xen, bí thư chi bộ 4, đồng chí Phạm Hồng Phong, bí thư chi bộ 5, đồng chí Phan Đình Trung, bí thư chi bộ 6, đồng chí Bùi Đình Thái, bí thư chi bộ 7, đồng chí Bùi Thị Toa, bí thư chi bộ 8, đồng chí Phạm Thị Diệu, bí thư chi bộ 9. Xin kính mời đồng chí Nguyễn Văn Chanh, bí thư đảng ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân xã nên trao sách cho các đồng chí.
Trang, cùng toàn thể các đồng chí đại biểu, quý khách. Kính thưa toàn thể các đồng chí đảng viên lão thành, cùng toàn thể các đồng chí đảng viên trong đảng bộ. Hôm nay, đảng bộ và nhân dân Hồng Phong long trọng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập chi bộ Hồ Dương, tiền thân của đảng bộ Hồng Phong ngày nay. Đồng thời phát hành cuốn lịch sử đảng bộ và nhân dân xã Hồng Phong giai đoạn 1930-2015. Rất vinh dự cho tôi được thay mặt các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của xã Hồng Phong qua các thời kỳ nên phát biểu cảm xúc của chúng tôi trước sự kiện trọng đại này. Trước hết, xin gửi tới quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể các đồng chí đảng viên lời chào trân trọng nhất và lời kính chúc sức khỏe tốt đẹp nhất. Thưa các đồng chí, xã Hồng Phong là xã có nền văn hiến lâu đời, có truyền thống đấu tranh cách mạng, giàu lòng yêu nước. Nhân dân Hồng Phong dũng cảm, kiên cường, cần cù, thông minh và sáng tạo. Từ bao đời nay, nhân dân luôn luôn đoàn kết, chung sức bảo vệ xây dựng quê hương ngày càng tươi đẹp. Từ khi có Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, nhân dân Hồng Phong một lòng đi theo Đảng, tin tưởng tuyệt đối vào Đảng, vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. 70 năm, Đảng bộ và Hồng Phong đã trải qua 26 kỳ đại hội. Mỗi kỳ đại hội là một mốc son lịch sử đánh dấu sự trưởng thành của Đảng bộ. 70 năm, Đảng bộ và nhân dân Hồng Phong gặp muôn vàn khó khăn gian khổ ác liệt và hy sinh. Nhưng cán bộ và đảng viên luôn kiên định lập trường, trung thành với chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, trung thành với lợi ích của dân tộc, gắn bó mật thiết với nhân dân, luôn luôn giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong tổ chức đảng, giữa đảng với nhân dân, lấy dân làm gốc, tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân để lãnh đạo nhân dân thực hiện nhiệm vụ chính trị của mình. Vì vậy, trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, phải trực tiếp chiến đấu với kẻ thù vô cùng ác liệt dưới sự lãnh đạo của chi bộ, cán bộ, du kích và nhân dân Hồng Phong đã dũng cảm kiên cường chiến đấu bảo vệ quê hương, lập nhiều chiến công oanh liệt. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, thực hiện chủ trương của Đảng, tập trung cho chiến trường thắng giặc Mỹ xâm lược, tất cả vì miền Nam thân yêu, đảng bộ, nhân dân Hồng Phong đoàn kết thi đua, lao động sản xuất, tay cày tay súng, nạn nộp ra nhiều của cải vật chất xây dựng cho chủ nghĩa xã hội, hoàn thành nghĩa xuất sắc, nghĩa vụ đối với nhà nước. Gần 1.000 thanh niên Hồng Phong đã tình nguyện lên đường vào Nam chiến đấu, hàng ngàn tấn lương thực thực phẩm đã chi viện cho chiến trường, góp phần cùng nhân dân cả nước đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Từ tháng 4 năm 75 đến nay, trong công cuộc đổi mới và xây dựng chủ nghĩa xã hội và công cuộc đổi mới đất nước, Đảng có hàng loạt chính sách chủ trương đối với nông nghiệp, nông dân và nông thôn, nhất là chính sách về đất đai, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn trở ngại, đấu tranh giữa cái mới và cái cũ, giữa cái tập thể và cái cá nhân, nhưng Đảng bộ và nhân dân Hồng Phong vẫn luôn luôn tin tưởng tuyệt đối vào Đảng, đi theo Đảng. Vì vậy các chủ trương chính sách của Đảng đều được thực hiện chú đáo, đầy đủ. Năm 2015, Đảng bộ đã lãnh đạo nhân dân hoàn thành dồn điền đổi thửa chính trang đồng ruộng và đang quyết tâm phấn đấu để đạt xã chuẩn nông thôn mới. 70 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, nhân dân Hồng Phong đã làm thay đổi diện mạo quê hương, đường làng ngõ xóm sạch đẹp, phong quang, các công trình phúc lợi đang được quan tâm xây dựng, vật chất tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao, số hộ giàu ngày càng nhiều, con em quê hương Hồng Phong ở sinh sống mọi miền đất nước, họ luôn luôn hướng về quê hương và rất tự hào về quê hương Hồng Phong và đang mong chờ ở quê hương chúng ta. Và họ cũng đã phát tâm về quê hương hàng tỷ đồng để xây dựng các công trình phúc lợi và đường xá. Tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống của Đảng bộ để đảng viên và nhân dân chúng ta ôn lại chặng đường vẻ vang của cán bộ và nhân dân ta đã trải qua, để chúng ta tự hào, chúng ta trân trọng, gìn giữ và chúng ta phát huy. Chúng ta đời đời biết ơn sự đóng góp lớn lao của các anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh, mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình có công với cách mạng cùng lớp lớp cán bộ đảng viên và nhân dân ta đã hy sinh, hiến xương máu và công sức cho sự nghiệp cách mạng chung của dân tộc và tô thắm truyền thống lịch sử của xã Hồng Phong.
nhân buổi lễ trọng đại này, cho phép tôi thay mặt cho các đồng chí lãnh đạo của xã Hồng Phong các thời kỳ xin gửi lời biết ơn sâu sắc tới các thế hệ đảng viên và nhân dân Hồng Phong đã tin tưởng bầu và cử chúng tôi vào chức vụ nhiệm vụ lãnh đạo của đảng, lãnh đạo chính quyền, đồng thời đã giúp đỡ chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ. Mặc dù có nhiều đồng chí hiện nay tuổi cao sức yếu, nhưng chúng tôi xin hứa sẽ luôn luôn trung thành với chủ nghĩa Mác Lênin, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của đảng, giữ gìn phẩm chất đạo đức của người đảng viên. Thưa các đồng chí, chặng đường tiếp theo của đảng bộ Hồng Phong có rất nhiều thuận lợi. Tuy vậy, chúng ta còn một số tồn tại hạn chế trong công tác quản lý xã hội, trong công tác lãnh đạo mà những ý kiến đồng chí Bí thư huyện ủy đã nêu, theo tôi là cần phải được khắc phục nhanh để ổn định đời sống cho nhân dân và ổn định tinh thần cho nhân dân, để phát huy truyền thống vẻ vang của đảng bộ. Cấp ủy đảng, chính quyền cần tập trung lãnh đạo, khai thác mọi tiềm lực, nguồn lực, thế mạnh của đảng bộ và của quê hương, đồng thời giải quyết dứt điểm những tồn tại hạn chế để ổn định tình hình, nâng cao đời sống nhân dân, luôn giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong tổ chức đảng, giữa đảng với nhân dân trên cơ sở trung thành với chủ nghĩa Mác Lênin và lợi ích của dân tộc, phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân, dựa vào dân để xây dựng đảng và dựa vào dân để ta xây dựng chính quyền. Nhân dân tạo cho nhân dân sự tin tưởng vào đảng để họ sẽ tự nguyện đóng góp tiền của để xây dựng nông thôn, để xây dựng quê hương và xây dựng nông thôn mới. Cải tiến nội dung sinh hoạt chi bộ và phương thức sinh hoạt chi bộ hiện nay chúng ta sinh hoạt chi bộ để chúng ta phát huy cái sức chiến đấu của đảng bộ và cũng là của đảng viên và phát huy cái vai trò trách nhiệm gương mẫu của đảng viên. Đội ngũ cán bộ đảng viên hiện nay là lớp kế thừa sự nghiệp cách mạng, cần nhận thức rõ vai trò trách nhiệm của mình đối với sứ mệnh lịch sử, phải tận tâm với công việc, tích cực học tập tu dưỡng đạo đức cách mạng, lắng nghe ý kiến của chúng nhân dân, tôn trọng dân, đồng cảm với nhân dân, giúp được cho dân cái gì thì chúng ta có thể giúp được, chúng ta đi giúp, để cho xã Hồng Phong luôn ổn định về chính trị và ổn định về tổ chức là cơ sở vững chắc để chúng ta xây dựng quê hương Hồng Phong giàu đẹp, văn minh, phát triển bền vững. Trước khi ngừng lời, tôi xin kính chúc các vị đại biểu khách quý cùng toàn thể các đồng chí mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn. Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Bùi Đức Đắc. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng giới thiệu đồng chí Phạm Thị Thu Hiền, đảng ủy viên, bí thư ban chấp hành đoàn xã, đại diện thế hệ trẻ nên phát biểu ý kiến. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa các đồng chí đại biểu khách quý, kính thưa các đồng chí tham dự buổi lễ, hôm nay đảng bộ xã Hồng Phong long trọng tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày thành lập. Thay mặt tuổi trẻ xã nhà, tôi xin trân trọng gửi tới các đồng chí đại biểu khách quý cùng toàn thể các đồng chí đảng viên lời kính chúc sức khỏe, gia đình hạnh phúc và thành đạt. Kính thưa các đồng chí, dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, đã đưa dân tộc ta vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách, lập nên biết bao chiến công oanh liệt. Trong suốt chặng đường vẻ vang của Đảng, các thế hệ thanh niên Hồng Phong luôn luôn nêu cao truyền thống tốt đẹp của quê hương qua các thời kỳ cách mạng. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của Đảng bộ xã, lớp lớp thanh niên Hồng Phong đã hăng hái lên đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng là đội quân xung kích cách mạng, là đội dự bị tin cậy của Đảng. Từ phong trào đấu tranh dân chủ 1936-1939, đồng chí Lê Thanh Nghị đã giác ngộ lý tưởng cách mạng thanh niên Linh Giang và trực tiếp xây dựng tổ chức Đoàn Thanh niên Dân chủ Linh Giang. Hoạt động của Đoàn Thanh niên Dân chủ xã nhà đã góp phần tích cực vào phong trào đấu tranh dân chủ của huyện. Trong những năm 1943-1945, mặt trận Việt Minh đã tác động trực tiếp tới tầng lớp thanh niên, thiếu niên và học sinh xã Hồng Phong. Đông đảo thanh niên của xã đã được giác ngộ lý tưởng cách mạng, đã tích cực hoạt động, góp phần cùng nhân dân trong xã kháng Nhật, cứu nước, khởi nghĩa giành chính quyền tháng 8 năm 1945. Ngày 9 tháng 7 năm 1947, Đảng bộ xã Hồng Phong được thành lập. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng bộ xã, các thế hệ thanh niên Hồng Phong tích cực tham gia lực lượng dân quân xung kích, tăng gia sản xuất, xây dựng cuộc sống mới, xung kích trong bảo
cải tạo và phát triển kinh tế xã hội và ra sức chi viện sức người sức của cho tiền tuyến miền Nam. Với các phong trào hành động cách mạng vừa sản xuất vừa chiến đấu, ba sẵn sàng, năm xung phong, chắc tay súng vững tay cày, tích cực tham gia xây dựng những công trình thủy lợi lớn của huyện và của tỉnh như công trình Bắc Hưng Hải, công trình Đại Quốc gia, thấm nhuần lý tưởng, chân lý không có gì quý hơn độc lập tự do. Lớp lớp thanh niên Hồng Phong đã hăng hái lên đường nhập ngũ, thể hiện ý chí quyết tâm tấn công Mỹ xâm lược. Đất nước thống nhất, cả nước bước vào thời kỳ quá độ dân chủ nghĩa xã hội. Tuổi trẻ Hồng Phong cùng với nhân dân trong xã đoàn kết, chung sức khôi phục kinh tế, phát triển văn hóa xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, hăng hái lên đường bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, được sự quan tâm lãnh đạo của Đảng bộ xã, tuổi trẻ Hồng Phong đã bám sát các nhiệm vụ chính trị của địa phương, tích cực triển khai phong trào thanh niên lập nghiệp, tuổi trẻ giữ nước. Đặc biệt là những năm gần đây, thanh niên Hồng Phong đã tích cực tham gia các phong trào hành động cách mạng. Thông qua phong trào đã xuất hiện nhiều cách làm giàu sáng tạo, những khâu đột phá, tạo được dấu ấn tốt đẹp trong đời sống xã hội. Phong trào thi đua tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đã thu hút đông đảo đoàn viên thanh thiếu nhi tham gia. Qua phong trào đã khẳng định vai trò xung kích của tuổi trẻ trong việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế xã hội ở địa phương, tạo tiền đề quan trọng trong thời kỳ cách mạng mới. Trải qua các giai đoạn lịch sử, thông qua các phong trào hành động cách mạng, đoàn xã đã chủ động bồi dưỡng, rèn luyện, xét và giới thiệu hàng trăm đoàn viên ưu tú cho Đảng. Số đoàn viên được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng luôn phát huy được tinh thần trách nhiệm của mình, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng Đảng ngày một vững mạnh. Thành tích mà tuổi trẻ xã Hồng Phong đạt được thể hiện tinh thần xung kích của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng quê hương đất nước, tinh thần sắt son của tuổi trẻ với Đảng, xứng đáng là đội quân xung kích cách mạng, đội quân bị tin cậy của Đảng. Với đạo lý uống nước như nguồn, tuổi trẻ Hồng Phong hôm nay luôn luôn tự hào về truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng bộ 70 năm. Vô cùng biết ơn và cảm động trước ý chí kiên cường bất khuất của các thế hệ trai đã không quản khó khăn gian khổ, dũng cảm hy sinh để giành lại cuộc sống ấm no hạnh phúc như ngày hôm nay. Kính thưa các đồng chí, tự hào với truyền thống 70 năm vẻ vang của Đảng bộ xã để mãi mãi xứng đáng là đội quân xung kích cách mạng và đội dự bị tin cậy của Đảng. Tuổi trẻ Hồng Phong nguyện tiếp tục kế thừa và phát huy hơn nữa truyền thống vẻ vang của Đảng bộ, các thế hệ trai xung kích sáng tạo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bằng những nhiệm vụ cụ thể, đoàn xã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, bản lĩnh chính trị, luôn nêu cao tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc cho đoàn viên thanh niên có nhận thức và thái độ chính trị đúng đắn, nuôi dưỡng hoài bão, khát vọng, cống hiến của tuổi trẻ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu đựng, dám chịu trách nhiệm, sống nhiệt huyết, có lý tưởng và luôn vươn lên trong mọi hoàn cảnh, không ngừng đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt, hoạt động phù hợp với tâm lý sở thích của đoàn viên thanh thiếu niên, đẩy mạnh phong trào thanh niên thi đua lập nghiệp và lao động sáng tạo, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động lên tầm cao mới với việc bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, tích cực trong việc ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất kinh doanh và dịch vụ, xây dựng nông thôn mới, tiếp tục đẩy mạnh phong trào xung kích phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc, đồng hành với thanh niên trên con đường lập thân lập nghiệp, tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác, thực hiện tốt phong trào đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, đẩy mạnh công tác đoàn tham gia xây dựng Đảng, chủ động rèn luyện bồi dưỡng xét giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng. Kính thưa các đồng chí, với sức trẻ tài năng sự sáng tạo của thanh niên, tuổi trẻ xã Hồng Phong đẩy mạnh đoàn kết thi đua tình nguyện cùng Đảng bộ và nhân dân trong xã xây dựng quê hương Hồng Phong ngày càng giàu đẹp, dân chủ và văn minh, góp phần tô thắm cho truyền thống vẻ vang của Đảng bộ và quê hương Hồng Phong yêu quý. Trước khi ngừng lời, xin kính chúc các vị đại biểu cùng toàn thể các đồng chí mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc và thành đạt. Xin trân trọng cảm ơn. Đồng chí Phạm Thị Thu Hiền. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Thúc Thị, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã nên phát động thi đua và bế mạc buổi lễ. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Thưa đồng chí Nguyễn Xuân Thân, Bí thư Huyện ủy cùng toàn thể các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện cùng các cơ quan của huyện. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa toàn thể các đồng chí đảng viên trong toàn đảng bộ. Trong thời gian qua, các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng bộ
đã được tiến hành với nhiều hình thức đa dạng, phong phú và hào hứng, thể hiện tinh thần trách nhiệm của cán bộ đảng viên, của các cấp ủy đảng, các ngành, các tầng lớp nhân dân trong xã, các phong trào thi đua yêu nước, thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh. Bộ mặt nông thôn ở từng xóm, từng thôn và trung tâm xã đã có nhiều đổi mới, góp phần làm cho buổi lễ được thành công tốt đẹp. Tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bí thư Huyện ủy tại buổi lễ hôm nay, tiếp nối truyền thống 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Đảng bộ Hồng Phong để thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn cách mạng mới, tôi trân trọng phát động phong trào thi đua yêu nước đến cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã với một số nội dung chủ yếu như sau: một, thông qua cuốn sách lịch sử Đảng bộ và nhân dân Hồng Phong giai đoạn 1930-2015, đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống 70 năm xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong xã, tạo ra phong trào thi đua yêu nước sâu rộng, thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị mạnh tại địa phương. Hai, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động mọi nguồn lực phát triển kinh tế bền vững, thực hiện quy vùng sản xuất, tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp, tổ chức thực hiện có hiệu quả các đề án thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ huyện lần thứ 24, nghị quyết đại hội đảng bộ xã lần thứ 26, phấn đấu đến năm 2018 xã Hồng Phong đạt xã chuẩn nông thôn mới. Ba, nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn, nâng cao chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, cuộc vận động toàn dân xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe của nhân dân, thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người có công và bảo trợ xã hội. Trước mắt, tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7/2017, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chăm lo xây dựng và củng cố quốc phòng, quân sự địa phương. 4. Thực hiện có hiệu quả chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về xây dựng, đẩy mạnh và học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về xây dựng chỉnh đốn Đảng, tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng phong trào thi đua xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh. Năm 2017 có trên từ 2 đến 3 chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, thực hiện nghiêm các quy chế làm việc, chương trình công tác của cấp ủy, đổi mới việc ra nghị quyết, đảm bảo sát thực hiệu quả, cải tiến phương pháp đổi mới làm việc, mở rộng dân chủ trong Đảng, trong nhân dân, đi đôi với việc nghiêm túc chấp hành pháp luật, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ luật Đảng. Năm là tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân xã, nhất là năng lực quản lý xã hội của Ủy ban nhân xã, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, phát huy tốt vai trò giám sát phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, làm tốt công tác dân vận, giải quyết kịp thời ý kiến kiến nghị chính đáng của nhân dân. Sáu là tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng các mặt công tác của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể vững mạnh. Bảy là tổ chức tốt công tác sản xuất vụ mùa, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước, tạo ra sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2017 và những năm tiếp theo. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa toàn thể các đồng chí, lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng bộ và phát hành sách lịch sử Đảng bộ và nhân dân Hồng Phong 1930-2015 đã hoàn thành nội dung chương trình và đã thành công tốt đẹp. Tại buổi lễ, chúng ta đã cùng nhau ôn lại chặng đường 70 năm xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ, thông qua đó củng cố niềm tin, tiếp thêm sức mạnh, nỗ lực phấn đấu vững
bước đi lên trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng quê hương Hồng Phong giàu đẹp, văn minh và phát triển bền vững. Buổi lễ được trân trọng đón các đồng chí lãnh đạo huyện ủy, thường trực hội đồng nhân dân, lãnh đạo ủy ban nhân huyện, lãnh đạo các ban xây dựng đảng, văn phòng huyện ủy, đại biểu đại diện mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Ninh Giang, các đoàn thể chính trị xã hội, trung tâm bồi dưỡng chính trị, các cơ quan phòng ban của huyện, đại biểu đại diện đảng bộ và nhân dân xã Quỳnh Thọ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, đơn vị kết nghĩa, đại biểu đại diện cho đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam, các xã Hồng Cái, Hồng Dụ, Hiệp Lực, đại biểu là những người con của quê hương Hồng Phong đang sinh sống, công tác và học tập ở cơ quan huyện Ninh Giang, các huyện, thành phố trong tỉnh Hải Dương và các tỉnh thành trong cả nước. Các đại biểu đại diện các ban ngành đoàn thể trong xã và toàn thể đảng viên trong đảng bộ đã về dự đông đủ. Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Xuân Tuấn, Bí thư huyện ủy, thay mặt cho ban thường vụ huyện ủy trao tặng bức chướng của ban chấp hành đảng bộ huyện cho đảng bộ và nhân dân xã Hồng Phong, đồng thời phát biểu ý kiến. Đồng chí đã khẳng định rằng những thành tựu của đảng bộ và nhân dân xã Hồng Phong trong chặng đường 70 năm, đồng thời chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế và định hướng chỉ đạo đảng bộ và nhân dân Hồng Phong tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, củng cố niềm tin, tiếp thêm sức mạnh, nỗ lực phấn đấu vững bước đi lên trong sự nghiệp đổi mới của đảng. Đảng bộ và nhân dân Hồng Phong xin hứa với huyện ủy, thường trực hội đồng nhân dân, lãnh đạo ủy ban nhân huyện và các đồng chí đại biểu khách quý sẽ tăng cường đoàn kết, phát huy truyền thống của quê hương Hồng Phong, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, thực hiện có hiệu quả cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phấn đấu đến năm 2018 xã Hồng Phong đạt xã chuẩn nông thôn mới. Thay mặt cho đảng ủy, thường trực hội đồng nhân dân, lãnh đạo ủy ban nhân dân xã Hồng Phong xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của ban thường vụ huyện ủy, thường trực hội đồng nhân dân, lãnh đạo ủy ban nhân huyện, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể và các phòng ban của huyện, các cơ quan đơn vị, các xã trong vùng hai và xã Quỳnh Thọ kết nghĩa, các vị đại biểu khách quý đã về dự buổi lễ quan trọng hôm nay. Xin được cảm ơn các tập thể cá nhân đã ủng hộ tài trợ kinh phí, cơ sở vật chất để việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập đảng bộ và công tác sưu tầm, biên soạn và phát hành sách lịch sử đảng bộ và nhân dân Hồng Phong giai đoạn 1930-2015 thành công tốt đẹp. Kính thưa toàn thể các đồng chí, phát huy truyền thống 70 năm làm tốt những công việc hôm nay là những hành động thiết thực, tỏ lòng biết ơn công lao và sự hy sinh to lớn của các thế hệ cán bộ, đảng viên, là sự chuẩn bị tốt nhất cho tương lai. Chúng ta càng thấy rõ hơn, đầy đủ hơn trách nhiệm của mình trong việc kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp trong giai đoạn cách mạng mới, phát huy những thành tựu và tiến bộ khoa học đã đạt được với bản lĩnh chính trị và truyền thống cách mạng kiên cường. Đảng bộ và nhân dân Hồng Phong tiếp tục đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, huy động mọi nguồn lực triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12, nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 26 và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, xây dựng quê hương Hồng Phong ngày càng giàu đẹp, văn minh và phát triển bền vững, xứng đáng với dòng chữ trên bức chướng của ban chấp hành đảng bộ huyện vừa tặng cho đảng bộ Hồng Phong, đó là phát huy truyền thống vẻ vang, đoàn kết đổi mới, năng động sáng tạo, xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, quê hương Hồng Phong giàu đẹp và văn minh. Với niềm tin tưởng sâu sắc, tôi xin tuyên bố bế mạc lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập đảng bộ xã Hồng Phong và phát hành sách lịch sử đảng bộ và nhân dân Hồng Phong giai đoạn 1930-2015. Xin kính chúc các đồng chí và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn.